mẹ sẽ rất đau đớn và có những dấu hiệu như sốt hoặc tiêu chảy nhẹ. Đây thực sự là giai đoạn khó khăn của bé. Vậy mẹ làm thế nào để giúp bé vượt qua giai đoạn khó khăn này? Sau đây các mẹ hãy tham khảo mẹo hay giúp bé hết quấy khóc khó chịu khi mọc răng. Phân tán sự chú ý của bé. Mẹ cũng có thể giúp con quên đi cơn đau bằng cách phân tán sự chú ý của trẻ, thu hút bé bằng những trò chơi thú vị, nói những lời ngon ngọt với trẻ, bé trẻ trên tay đu đưa. Nha bánh quy. Bánh quy có thể khiến cho trẻ bớt đau khi mọc răng. Tuy nhiên, nên chọn loại bánh làm từ bột sắn dây, vì loại bánh này có tác dụng giảm đau cho trẻ và tốt cho dạ dày. Mẹ nên cho bé ăn đồ mát. Đồ uống mát có thể làm bé bớt quấy khóc trong thời gian mọc răng. Trẻ trên 6 tháng tuổi, sự lựa chọn tốt nhất là nước. Trẻ sơ sinh trên 12 tháng thường rất thích sữa lạnh. Sử dụng muỗng lạnh. Lấy một thìa ít nước lạnh và để trong tủ lạnh trong khoảng vài giờ. Sau đó cho bé ngậm hay nhẹ nhàng áp vào phần níu đang mọc răng của bé. Cách này cũng giúp làm bé bớt đau và giảm sưng hiệu quả. Cho bé tắm nước ấm. Mẹ chuẩn bị một bồn nước ấm và cho bé ngâm mình, nhẹ nhàng massage cho con và thả vào đó vài món đồ chơi thú vị. Điều này giúp bé quên đi những cơn đau. Dùng khăn bông mềm. Mẹ làm ướt một cái khăn mềm và cho vào tủ lạnh. Lớp vải bông mềm khi bị đông cứng có vẻ thích hợp để chườm cho bé. Mẹ cũng có thể cho bé gặm để giảm cơn đau. Và cuối cùng, mẹ cho bé ngậm uống ti lạnh. Mẹ hãy đổ nước lạnh vào bình sữa của con để bé nghịch với uống ti giả đó. Việc ngậm uống ti giả lạnh có thể làm giảm bớt sự khó chịu và những cơn đau. Video này hy vọng sẽ hữu ích cho các mẹ. Chúc các mẹ thành công!